2 kg là ngon vậy. Dạ đúng rồi. Ủa thì nghỉ chân cháu đâu không như vậy? Chị ngã còn thịt mày ăn chứ chị ngồi đầu chị nghĩ sao mấy đầu tao mà đầu mày mày cưỡng tao mà cũng biết tha hả? Tao giỡn mặt mày. Này gì cô? Bao lúc đó em. Bánh bò đường tốt nốt là gì? Bánh bò đường tốt nốt. Này mày làm cho tao nó chín luôn à? Nó làm bằng bột gì vậy chị? À, bột gạo. Gạo. Bà có cái nào không? Nói quậy. Trời đất ơi. Tốt nốt rồi. Đây quý ơi, cái tốt nốt rồi quý vị ơi. Đây là tốt nốt luôn này chị. Còn cái này là gì chị? Đó là chè tốt nốt. À, chè tốt nốt. Còn cái này? Nước uống à? Ờ, nước uống chạy chạy. Bé gái luôn. Cả. Cái hủng luôn á. Có nguyện là phải tổng luôn chứ. Không. Một lần nữa là càng ơi, đây là bánh bò tốt nốt các bạn ơi. Hoàng có 10 ngàn đó các bạn. Rất là thơm. Có khói luôn. Có khói luôn. Cái này làm từ 1 ngàn. Cái này có 1 ngàn. Mày làm mình mày đi. Mày xả một mình mày nghe. 10 ngàn một cái hả chị? Nghe là ơi. Tốt nốt. Đâu có quỷ phải không? Hả? Ờ. Bởi vì em nói quỷ là quỷ sứ nữa nó cùng. Rồi. Rồi mẹ chưa mấy cái không? Mười ngàn một cái bánh bò tốt nốt. Mười ngàn. Ờ, gì vậy? Ờ. Nó là lửa nóng á. Gì đó luôn hả? Lấy một cái thì trời. Em hỏi em chơi chiều kìa, em hỏi chi sao rồi, em thấy bệnh rồi. Nó nói bệnh nằm nhà rồi, với đầu rồi. Nó chờ bớt, nó qua khỏe, nó bệnh. Đây, đây, cậu đã bị xem trái thốt nốt nha. Đây là trái thốt nốt này, quý vị ơi. Thốt nốt này. Thốt nốt rất là hay. Đây là cái thốt nốt tươi chặt ra đây quý vị ơi. Đây, thốt nốt tươi này. Đây là chè thốt nốt này quý vị. Chè thốt nốt này. Wow. Đây là đường thốt nốt này quý vị ơi. Đường thốt nốt này. Đây, đường thốt nốt 60.000 1 kg. Đường thốt nốt này. Wow, đường thốt nốt hay quá. Bữa nay chuyện qua em đâu có báo đồ đem qua bán cho đủ tiệm ăn rồi. Bán buổi sáng rồi có trăm mấy 200 ngàn. Chưa thì mình đâu có sắm thay á. Từ cái chèo quá rồi 4 giờ chèo bây giờ bán còn mua sắm cho chúng tối luôn. Đặc sản An Giang đường thốt nốt. Nó phải như vậy, nó sẽ có intro rồi nó mới vô nhà. Anh là người thông cảm hay biết nhau chơi. Cái gì này? Bánh bò tao nói. Cái đoạn chị bán đây em bán không thầm á, mấy cái người mà tôi đi nhà chụp hình với lại mấy người trong hội chợ á, giờ bánh bò lên hình như nó đẹp cơ, giờ bán con cá cho mình á, giờ mình đăng ký gian hàng. Cái này là đặc sản An Giang hả chị? Mình đăng ký gian hàng mà nó giới thiệu con cá bánh bò trước nó lên mạng mới gặp á, nó chạy vô thôi. Nó chị bánh bò nó chị lên mạng quá trời luôn. Mà lên mạng mà nó đẹp á. Ồ, cái này là đường thốt nốt đúng không? Nên làm thì cũng làm từ trái thốt nốt mà cô lại đâu gì? Không, cái này tháng mình nước thốt nốt. À, tháng mình nước thốt nốt. Đây là đường thốt nốt rồi quý vị ơi. Đúng. Cái đường này thì về nấu gì vậy? Ăn sống được không? Nấu không được, nấu chè ăn sống được, ok đúng không? Cái này bao nhiêu bịch này nhỉ?
25 gram. À cái này là đường mủ đúng không? Đường này đường mủ đó. Ồ cái này nó làm nó từ cái cây hay là từ cái quả gì? Cái nước tốt nốt thắng lại là những đường tốt nốt này kia. Có tiền lẻ như đổi rồi.